Tiếp theo là các hoạt động ý nghĩa vừa diễn ra ở khu vực miền Trung. Tại thành phố Đà Nẵng, bếp ăn mẫu bán trú theo tiêu chuẩn Nhật Bản thuộc khuôn khổ dự án bữa ăn học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế và công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai đã chính thức đi vào hoạt động tại trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thực đơn bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Ngô Gia Tự, thành phố Đà Nẵng từ nay sẽ được áp dụng phong phú của 120 thực đơn sẵn có với trên 360 món trong phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, không lặp lại cho bữa trưa, sử dụng nhiều rau củ quả theo thực đơn tiêu chuẩn của Nhật Bản, được thông qua bởi Hội đồng Thẩm định của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế và Hội đồng Thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bếp ăn mẫu bán trú được xây dựng với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng và được hỗ trợ tư vấn, đào tạo nhân sự để vận hành bếp ăn mẫu theo quy trình chuẩn bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với bếp ăn mẫu tại trường tiểu học Ngô Gia Tự được đưa vào hoạt động, dự án bữa ăn học đường hiện tại đã xây dựng 4 bếp ăn mẫu tại Việt Nam, góp phần vào hiện thực hóa chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của chính phủ.